Kính chào quý ông bạn chị em đến với mục Muối Men cho đời phần suy niệm lời Chúa. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Quốc của Chúa Nhật thứ bảy mùa thường niên năm A. Nhân dân cha và con và thánh thần Amen. Bài trích phúc âm theo thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đã nghe bảo mắt đền mắt răng đền răng còn thầy thầy bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác trái lại nếu ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa và ai bắt con đi với nó một dặm thì con hãy đi với nó hai dặm ai xin thì con hãy cho ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ các con cũng đã nghe dạy rằng hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch còn thầy thầy bảo các con các con hãy yêu thương thù địch các con hãy làm lành cho những kẻ ghét các con và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con. Để các con nên con cái cha các con ở trên trời là đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con thì còn có công gì nào những người thu thuế không làm vậy ư? Ừ. Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên chọn lành như cha các con trên trời là đấng chọn lành. Đó là lời chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em Theo thông tin từ báo điện tử Việt Nam Express Sáng ngày thứ Năm 20 tháng 2 Thì trên toàn thế giới Có 75.662 người nhiễm nCoV Và trong đó 2.120 người chết 16.342 người bình phục và 12.064 người trong tình trạng nguy kịch. Trước những con số thống kê như vậy, chắc hẳn nhiều người chúng ta đây rất làm lo sợ và có nhiều băn khoăn chăn trở. Thế nhưng, giữa những lo lắng ấy, sứ điệp lời Chúa của tin mừng Chúa Nhật thứ Bảy thường niên hôm nay lại là một sự khích lệ, một lời động viên để chúng ta trở nên những con người hoàn thiện, những con người lành thánh giữa cơn đại dịch COVID-19. Như Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Vậy, chúng ta sẽ hoàn thiện hay là nên thánh như thế nào theo lời mời của Chúa Giêsu giữa những lo lắng của cơn dịch bệnh Covid-19 này? Trước hết, chúng ta cần nhớ đến con đường chọn lựa cơ bản của mỗi người chúng ta là những người Kitô hậu, những người thuộc về Chúa. Thì đường nên hoàn thiện như Chúa Giêsu mời gọi chính là bám víu vào Chúa thế trong những ngày đối diện với đại dịch Covid-19 này, nhiều người trong chúng ta hoang mang, không biết có nên đến nhà thờ nữa hay không. Vì khi đi nhà thờ, nhiều người no ngại sự tụ tập đông người, thì dễ sợ bị nhiễm bệnh. Do đó, không ít người muốn các giám mục cho phép giáo dân của mình miễn khỏi đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng cũng có rất nhiều người khác lại cảm thấy trong những lúc đối diện với những nguy hại của bệnh dịch mà hiện nay chưa có thuốc đặc trị để diệt khuẩn thì lại bày tỏ niềm tin mạnh mẽ hơn vào Chúa qua việc gia tăng cầu nguyện, tham dự thánh lễ để xin Chúa giúp sức cho các nhà khoa học sớm tìm ra các loại thuốc mới để chữa lành. Và đồng thời cầu xin Chúa ban ơn cho những bệnh nhân được ơn chữa lành và được ơn bình an khi đối diện với bệnh tật. Và nhất là cầu xin cho chính mình không bị lây nhiễm bệnh dịch. Đây quả là một thái độ chân chính của người con biết đặt niềm tín thác vào Chúa. Chính các vị mục tử của các giáo phận cũng đã bày tỏ sự cảm thông lo lắng trong việc sống đạo thời COVID-19 khi khuyến khích các tín hữu tiếp tục kiên trì trong cầu nguyện và cử hành các thánh lễ như thường. Tuy nhiên, với những ai ốm đau hoặc có biểu hiện không tốt về sức khỏe như sốt, ho, khó thở, được phép không đi dự lễ Chúa Nhật và có thể làm việc lành phúc đức bù lại như lần hạt, đọc lời Chúa, hy sinh và liềm việc bác ái. Đó cũng là cách thế để chúng ta duy trì sự hiệp thông với Chúa để nên hoàn thiện trong ơn gọi mà Chúa ban cho chúng ta. Ngoài việc chúng ta sống tin tưởng vào Chúa qua cầu nguyện và tham dự các cử hành thánh, chúng ta có thể nên hoàn thiện như Chúa mời gọi chúng ta trong lúc này qua việc dẫn thân giúp đỡ nhau trong những khó khăn của dịch bệnh gây nên. Nếu chúng ta có dịp theo dõi tin tức về việc cứu chữa và giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc, chúng ta phải nhận và cảm kích cung cách phục vụ của biết bao nhiêu bác sĩ và nhân viên y tế. Một trong những con người ấy phải kể đến là bác sĩ Lý Văn Lượng, người được xem là người hùng trong việc phát hiện bệnh Covid-19. Theo báo Việt Nam Express ngày mùng 7 tháng 2 năm 2020, thì cho biết rằng ngày 30 tháng 12 năm 2019, bác sĩ đã gửi tin nhắn trong nhóm chat gồm 150 bác sĩ khác cảnh báo về 7 ca nhiễm virus mà anh nhận định là giống bệnh sạc. Tuy nhiên, sau đó, bác sĩ Lý bị cơ quan chức năng triệu tập buộc phải ký biên bản thừa nhận phát tán một nội dung sai lạc làm xáo trộn trật tự xã hội. Thế nhưng, ngày mùng 8 tháng Giêng, bác sĩ Lý khám một cho một bệnh nhân nhiễm vi trùng nCoV và cuối tháng 1, anh được xác định là nhiễm virus. Sau khi dịch bệnh bùng phát, giới chức ở thành phố Vũ Hán thừa nhận sai lầm. Sau khi bác sĩ qua đời vì bệnh COVID-19. Nhiều người đã cùng chia sẻ sự thiêng tiết ông như sau. Bác sĩ Lý Văn Lượng, ở tuổi còn xanh, mong anh yên nghỉ, thời đại ghi khắc tên anh. Thật vĩ đại và đáng khâm phục cho những ai đã sáng sàng khiến mạng sống mình vì người khác. Đó chính là cách thế họ bước theo Chúa Giêsu để nên hoàn thiện như Cha trên trời. Sau hết, chúng ta có thể đáp lại lời mời gọi nên hoàn thiện của Chúa Giêsu giữa thời đại dịch bệnh COVID-19 qua việc chia sẻ với nhau những trợ giúp vật chất. Người Mỹ có câu ngạn ngữ, "A friend in need is a friend indeed." Chỉ người bạn trong lúc cần thì mới là người bạn thực sự thật không sai chút nào giữa thời dịch bệnh chúng ta có thể thấy cuộc sống con người chúng ta cần nhau thế nào đối với những người lựa chọn cuộc sống như là lựa nước đục thả câu chẳng hạn như tích lũy các đồ dùng y tế như khẩu trang nước sát trùng rồi tăng giá bán cách vô nhân đạo thì đáng bị xã hội lên án thậm chí còn bị các nhà chức trách phạt nặng. Trái lại, những cử chỉ nhân đạo mà các tổ chức hay cá nhân chia sẻ với mọi người những chiếc khẩu trang, những gói quà trong lúc lúc khó khăn thật đáng trân trọng. Đó là cách thế mà chúng ta đang kiến tạo một xã hội văn minh, tình thương. Một xã hội mà mỗi người biết nghĩ đến nhau và nhìn nhau như những người anh em trong gia đình nhân loại. Là người Kitô Tô Hữu, chúng ta càng cảm thấy lời mời gọi nên hoàn thiện của Chúa Giêsu dành cho chúng ta lúc này đây thật khẩn thiết. Khi chúng ta dám cho đi những gì chúng ta có để kiến tạo niềm vui và hạnh phúc cho người anh em mình. Đây cũng là điều mà Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta. Vậy đừng ai dựa vào phạm nhân mà tự hào, vì tất cả đều thuộc về anh em, dù là Phaolô hay Apollo hay Kê Pha, dù cả thế gian này. Sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Lạy Chúa, giữa những lo lắng băn khoăn của cơn đại dịch Covid-19, mỗi người chúng con thật là sao xuyến, thật là bất lực. Thế nhưng chúng con tin vào tình thương lân tuất của Chúa, tình thương hại hà mà Chúa luôn luôn đổ tràn trên mỗi người chung con ơn bình an ơn sức mạnh xin cho mỗi người chung con biết đón nhận ơn ban của chúa và chung con sẵn sàng chia sẻ với anh chị em chung con để tất cả mọi người chung con đều có sự bình an của chúa ngự trị để chung con có một cuộc sống hạnh phúc và bình an hơn amen